Xin chào các bạn sinh viên. Cô là Trần Thị Bích, là giảng viên bộ môn ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay thì cô sẽ lên lớp với các bạn cái học phần tìm hiểu cộng đồng châu Á. Và cái chuyên đề hôm nay đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa ăn uống của người Việt và văn hóa ăn uống của một số quốc gia ở khu vực châu Á. Đây là cái bản đồ các quốc gia ở châu Á. Thì theo các tài liệu thì chúng ta thấy là ở châu Á có khoảng hơn 50 quốc gia. Thì với cái dung lượng chỉ là một cái tiết học, một cái chuyên đề nhỏ như này thì chắc chắn là chúng ta không thể tìm hiểu hết được. Vì vậy trong cái bài học này thì cô chỉ giới hạn là tìm hiểu một số các quốc gia đại diện cho một số vùng. Ví dụ như ở vùng Bắc Á thì chúng ta sẽ tìm hiểu văn hóa ăn của người Nga và của người Mông Cổ. Ở vùng Đông Á chúng ta sẽ tìm hiểu văn hóa ăn của người Nhật Bản, ở vùng Đông Nam Á thì là văn hóa Việt Nam, ở Nam Á là Ấn Độ và ở Tây Nam Á thì là văn hóa ăn uống của người Hàn. Để tìm hiểu văn hóa ăn uống của các quốc gia ở khu vực châu Á thì trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu về văn hóa ăn uống của người Việt, và đó cũng là những cái kiến thức nền tảng làm cơ sở để chúng ta có thể so sánh đối chiếu, tìm ra những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa văn hóa ăn uống của người Việt với văn hóa ăn uống của một số quốc gia ở khu vực châu Á. Trước hết thì chúng ta nhắc lại một chút cái khái niệm về văn hóa. Các bạn đã được học cái môn cơ sở văn hóa Việt Nam trong trường Đại học Ngoại ngữ của Quốc gia Hà Nội, thì cho nên cô chỉ nhắc lại một chút về cái khái niệm này thôi. Thì theo quan điểm của thầy Trần Ngọc Thêm, hiện nay thì có khoảng hơn 300 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Thì cô chỉ là giới thiệu một cái định nghĩa rất là cơ bản của thầy Trần Ngọc Thêm. Đó là văn hóa là gì? Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong quá trình lịch sử, trong quá trình con người tương tác với môi trường tự nhiên và tương tác với môi trường xã hội. Thế thì văn hóa ăn uống của người Việt Nam là gì? Thì văn hóa ăn uống của người Việt sẽ là do người Việt sáng tạo ra trong diễn trình lịch sử, trong quá trình con người Việt tương tác với môi trường tự nhiên và tương tác với môi trường xã hội. Thế để tìm hiểu văn hóa ăn uống thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược một chút về cái vị trí địa lý của Việt Nam, xem là cái vị trí địa lý này nó sẽ ảnh hưởng tới những vị trí địa lý cùng với cái đặc điểm của tự nhiên, thì nó ảnh hưởng, nó sẽ tạo ra trên cơ sở những cái điều kiện tự nhiên như vậy thì người ta tạo ra những cái giá trị văn hóa ăn uống Việt Nam. Về vị trí địa lý thì trên bản đồ chúng ta thấy Việt Nam nằm ở cái khu vực nằm ở cái vành đai nhiệt đới, tức là cái vành đai nóng. Từ cái vị trí như vậy thì chúng ta có một số cái điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn hóa như sau. Về khí hậu thì đặc điểm khí hậu của chúng ta là nhiệt ẩm gió mùa, hay chúng ta thường nói là nóng ẩm và mưa nhiều. Và vì cái điều kiện khí hậu nóng ẩm mưa nhiều như vậy cho nên hệ sinh thái của chúng ta là hệ sinh thái rất là phồn tạp đa dạng. Địa hình của chúng ta cũng rất là đa dạng, bao gồm các mặt địa hình từ núi đồi đồng bằng, núi đồi thung lũng châu thổ ven biển và hải đảo. Và cái sự đa dạng về môi trường sinh thái này cũng sẽ tạo ra cái sự đa dạng về văn hóa. Và theo các nhà nghiên cứu về văn hóa thì hai tính trội của văn hóa Việt Nam đó là cái tính thực vật và tính sống nước. Về văn minh Việt Nam cũng theo một quan điểm của một số nhà nghiên cứu về văn hóa thì các nhà nghiên cứu cho rằng văn minh Việt Nam là nền văn minh thực vật, trong đó văn hóa uống nước in cái dấu ấn đậm nét trong đời sống hàng ngày của người Việt, trong đó có văn hóa ăn uống. Thế thì bây giờ chúng ta xem là trong cái quá trình tương tác với cái điều kiện tự nhiên như trên, hay là cái quá trình mà người Việt thích nghi với cái điều kiện và cái đặc điểm khí hậu như trên, thì chúng ta đã tạo ra những cái giá trị văn hóa như thế nào. Chúng ta biết là ở Việt Nam có 54 dân tộc thì sẽ có 54 sắc thái văn hóa khác nhau. Và theo cái sự phân chia vùng thì các nhà nghiên cứu văn hóa cũng chia văn hóa Việt Nam thành 6 vùng khác nhau: vùng văn hóa Tây Bắc, vùng văn hóa Việt Bắc, vùng châu thổ sông Hồng, vùng miền Trung, vùng Tây Nguyên và vùng văn hóa Nam Bộ. Thế thì ở mỗi một vùng đó lại có những cái đặc trưng văn hóa khác nhau, trong đó có cái sự khác biệt về văn hóa ăn uống. Chính vì vậy thì trong bài học này để giới thiệu về cái đặc trưng văn hóa ăn của người Việt thì cô cũng theo quan điểm của thầy Trần Ngọc Thêm lấy văn hóa của người Kinh sống ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng làm văn hóa đại diện cho văn hóa ăn của người Việt. Về bữa ăn hàng ngày của người Việt thì cô có một vài hình ảnh minh họa như thế này, thì các bạn thử xem và sau đó thử có thể rút ra cho cô xem và rút ra cho cô là cái cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người Việt
như thế nào. À, cái này nó rất là quen thuộc rồi, trong bữa ăn hàng ngày gia đình các bạn thì cũng thường ăn như thế nào. Đây chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy có cơm, rau, cá, thịt, ăn và nước mắm. Đây là một người mình khác thì chúng ta cũng sẽ thấy cũng có là cơm, rau, cá, rồi là dưa, cà, đậu. Và đây cũng là một cái hình ảnh minh họa tiếp theo. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy bốn hình ảnh này thì để chúng ta và kết hợp với cái thực tế hàng ngày các bạn quan sát và gia đình các bạn ăn uống thì các bạn thử cho cô một cái nhận xét xem là cái đặc trưng văn hóa đúng của người Việt này như thế nào. Thế thì theo quan điểm của thầy Trần Thêm, trong giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam thì thầy cũng đã đưa ra những cái đặc trưng cơ bản về văn hóa ăn uống như sau. Trước hết là quan niệm về ăn và cơ cấu bữa ăn của người Việt. Về quan niệm thì người Việt, theo người Việt thì cái việc ăn uống là hết sức quan trọng và cái việc ăn đấy là hết sức thiết thực. Chính vì vậy mà có một số cái câu tục ngữ hay là thành ngữ đề cập đến cái việc ăn của người Việt như có thực mới vực được đạo, trời đánh còn tránh bữa ăn, ăn lấy chắc mặc lấy bền. Và về cơ cấu bữa ăn thì chúng ta nhìn mấy cái hình ảnh minh họa bên trên cùng với thực tế thì chúng ta cũng thấy cái mô hình bữa ăn của người Việt đó là mô hình cơm, rau, cá và thịt. Còn trong giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam của giáo sư Dũng Thích Lượng thì mô hình của chúng ta cũng là cơm, rau, cá. Tất nhiên cái mô hình này thì hoặc là những hình ảnh bữa cơm bên trên thì nó có thể khác nhau đôi chút tùy theo cái điều kiện của từng gia đình một, nhưng cũng cái thành đây là những cái thành phần hết sức cơ bản. Nó có thể nhiều ít khác nhau nhưng đây là những cái thành phần hết sức cơ bản và không thiếu trong không thể thiếu trong cái bữa ăn của mình. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tại sao lại là cơm, rau, cá, thịt mà không phải là thịt, cá, rau và cơm. Đấy, thế thì trong cái cơ cấu bữa ăn thì cơm đấy chính là cái thành phần rất là quan trọng và thiết yếu nhất. Hay là cách khác là cái bữa ăn của người Việt chúng ta nhìn thấy cơm, rau là liên quan đến thực vật, đây là thể hiện cái tính thực vật. Trong cái tính thực vật đấy thì cơm là đầu bảng, thóc gạo đấy chính là đầu bảng. Và người Việt cũng có những cái thành ngữ tục ngữ nói về cái vai trò của cơm hay là lúa gạo trong đời sống hàng ngày của người Việt. Ví dụ như người sống về gạo, cá bạo về nước. Đấy, thì cá mà không có nước chắc không thể tồn tại được, cũng giống như người Việt mà sống thì chắc chắn là phải ăn cơm. Gạo thì chúng ta có nhiều loại, nhưng cơ bản nhất là hai, chúng ta có thể phân biệt thành hai loại là gạo nếp và gạo tẻ. Từ đó chúng ta sẽ có cơm, cơm nếp và cơm tẻ. Và trong bữa ăn hàng ngày thì cơm tẻ là phổ biến. Chính vì vậy chúng ta lại có những câu như cơm tẻ mẹ ruột, hoặc đói thì thèm thịt thèm xôi, hễ no cơm tẻ thì thôi mọi đường, để nhấn mạnh cái vai trò của việc ăn cơm và cơm đây là cơm, cơm tẻ trong đời sống hàng ngày của người Việt. Và chúng ta thêm một chút nữa chúng ta có thể thấy cái cơm nó có vai trò quan trọng như thế nào và nó có ảnh hưởng đến những yếu tố khác như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy như là trong cái ngôn ngữ của người Việt thì cơm là rất quan trọng, trên khi người ta có thể dùng cái từ cơm này có thể coi như là đại diện cho bữa ăn của người Việt ấy. Và chúng ta sẽ thấy người Việt sẽ hỏi nhau là ăn cơm chưa, đúng không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là cách hỏi người nước ngoài, như người Việt mình ấy, như là ăn cơm chưa hoặc là nấu cơm chưa. Trong đó người nước ngoài người ta chỉ có thể hỏi nấu ăn chưa hoặc là ăn chưa. Ví dụ văn hóa phương Tây là văn hóa ăn bánh mì và ăn thịt, nhưng người ta không hỏi nhau là ăn bánh mì chưa hay là ăn thịt chưa. Đấy, như trong văn hóa Việt Nam thì người ta sẽ được gọi là ăn cơm chưa, uống cơm chưa, để thấy rằng cái cơm nó có cái vai trò quan trọng như thế nào trong bữa ăn của người Việt. Sau cơm là đến rau. Với cái điều kiện khí hậu rất là cơ bản mà tôi giới thiệu ở trên thì chúng ta sẽ thấy khí hậu và nắng ẩm như vậy thì nó rất thích hợp với sự phát triển của thực vật. À, chính vì vậy trong cái cơ cấu ăn của chúng ta thì các loại rau củ quả là vô cùng phong phú và đa dạng, và nó tùy theo từng mỗi một mùa thì chúng ta lại có những cái loại rau củ quả rất là đặc trưng. Nhấn mạnh vai trò của rau trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái câu tục ngữ, ví dụ như là đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Đấy, cái việc ăn rau đấy như là một cái tất yếu. Hoặc là chúng ta còn có những cái câu khác, ví dụ như là cơm không rau như nhà giàu chết không thèm trống. Tức là ăn cơm thì phải có rau. Hoặc cơm không rau như đánh nhau không có người gỡ. Đấy là những cái câu mà nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của rau, cái tính thực vật trong bữa ăn hàng ngày của người Việt.
ngoài ra thì trong ca dao chúng ta cũng thấy có một cái câu nữa là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cá đồng ruộng. Thế thì tại sao lại không phải là anh nhớ cá hay là nhớ thịt hay là nhớ cái gì mà lại là nhớ rau muống và nhớ cả? Đấy. Thì trong các loại rau chúng ta thấy cái món rau muống và cái món cà cũng là một trong các loại rau rất là đặc trưng của Việt. Đây là cái món mà không thể thiếu trong mỗi cái bữa ăn mùa hè của chúng ta. Và tiếp theo rau là cá chứ không phải là thịt. Tại sao lại chúng ta lại ăn cá chứ thịt? Bởi vì cái người Kinh của chúng ta là sống ở cái vùng đồng bằng trung thổ sông Hồng, đấy là cái vùng trũng, người ta gọi là vùng sông nước. Vì vậy những cái món ăn từ cái nguồn thủy sản như là cá, tôm, cua rồi những cái loại thân mềm nó vô cùng là phong phú và đa dạng. Trong đó thì cá có thể coi là một cái món ăn rất là phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Từ các cá chúng ta lưu ý là cá của chúng ta xem là, ví dụ ở vùng trung thổ sông Hồng thì người Việt thường ăn cá là các loại cá nước ngọt. Thế còn vùng ven biển thì người ta có thể là ăn cá biển, cá nước mặn. Thế thì ngoài cá được sử dụng hàng ngày như là thì chúng ta lại còn thấy người Việt chế tạo ra một cái món nước chấm mà rất là đặc biệt, đấy chính là món nước mắm. Và ví dụ từ các loại nguồn thủy sản khác thì chúng ta còn chế tạo ra những cái món nước mắm khác, ví dụ như là mắm tôm. Đây là một cái món ăn đối với người Việt thì cũng nhiều người ăn thì cảm thấy rất là ngon. Tuy nhiên thì nước ngoài thì với họ thì họ cảm thấy rất là sợ, nhiều người nước ngoài rất là sợ trong cái mắm tôm của chúng ta. Tiếp theo cá là sẽ đến là thịt. Thịt thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta sử dụng thịt lợn, thịt gà là phổ biến nhất. Rồi có những cái thịt như là thịt ngan, thịt vịt và ngoài ra có thịt trâu, thịt bò, nhưng mà thịt lợn, thịt gà là phổ biến nhất. Ví dụ trong bữa ăn ngày Tết của chúng ta là chắc chắn phải có món thịt gà, còn trong bữa cơm hàng ngày thì chắc chắn là nhiều gia đình sẽ sử dụng thịt lợn. Ngoài ra chúng ta có một cái món đặc sản nữa, đó là chính là thịt chó. Trước đây thì người Việt ăn thịt chó rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay thì do cái ảnh hưởng giao lưu tư biến văn hóa thì cái số lượng người ăn thịt chó thì cô thấy đã giảm đi. Bây giờ chỉ còn một số vùng mà ăn nhiều thịt chó, ví dụ như cái vùng Hà Tây. Trước đây nhà cô ở Phú Thượng thì cái vùng gần với cái vùng Nhật Tân, ở đấy là cả một cái phố đấy là chuyên về bán thịt chó. Và cứ buổi chiều đến, cô nhớ cô đi làm về qua là cô thấy cái khu vực đó là xe cứ kín hai bên đường. Thế nhưng bây giờ thì cái phố thịt chó ở Nhật Tân là đã biến mất, không còn nữa. Và hiện nay cũng do ảnh hưởng của giao lưu tiếp biến thì hiện nay tiếp biến văn hóa thì hiện nay chủ yếu là người già thì ăn thịt chó, còn các bạn trẻ thì một số thì không ăn thịt chó, vì người ta cũng cho rằng chó là cái con vật rất là trung thành với con người, là người bạn thân thiết của con người. Từ cái quan điểm đó và người ta không rất là yêu quý chó và không nên ăn thịt chó. Đó là cái quan niệm về ăn và cái cơ cấu bữa ăn của người Việt. Đấy thì chúng ta thấy cái cơ cấu này mà chúng ta nhìn thấy là thiên về thực vật, trong đó cơm rau là đứng đầu bảng. Thì đấy chính là do sự chi phối của cái điều kiện, do sự chi phối của điều kiện tự nhiên, khí hậu, nóng, ẩm, mưa nhiều. Và cũng một phần là địa hình của chúng ta, người Kinh sống ở cái vùng trũng. Thì cái việc canh tác ở đây là canh tác lúa, hứa nước thì hiển nhiên là chúng ta phải ăn cơm. Chúng ta cái điều kiện này nó không thích hợp với cái việc sản xuất lúa mì, lúa mạch. Cho nên chúng ta không thể trồng lúa gạo mà chúng ta lại đi ăn lúa mì, lúa mạch được. Để chúng ta có thể hiểu đấy là cái cách mà con người thích ứng với cái môi trường tự nhiên. Với cái đặc điểm điều kiện tự nhiên như thế nào thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị văn hóa như thế. Thế thì từ những cái mà cô hướng dẫn tìm hiểu cái sự chi phối của điều kiện tự nhiên đến văn hóa ăn uống của người Việt thì đến cái phần sau thì các bạn cũng sẽ khi mà nhìn nhận bất kỳ một hiện tượng văn hóa nào hoặc quan sát thì các bạn cũng sẽ chú ý để giải thích xem là tại sao lại nó lại như vậy và giải thích sao cho nó có hệ thống, và từ đó cũng có thể rút ra cái sự tương đồng và khác biệt, tức là chúng ta có so sánh đối chiếu với các nền văn hóa khác, với các đặc điểm văn hóa đó ở các nền văn hóa khác, xem nó giống và khác nhau như thế nào. Và chúng ta biết là trong cái giai đoạn hiện nay, cái sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia chúng ta thấy là càng ngày càng mạnh mẽ. Vậy thì trong cái quá trình giao lưu như vậy thì chúng ta cũng cần phải nhận biết được cái đặc trưng văn hóa của mình, cũng như là cái đặc trưng văn hóa của cái nước mà chúng ta có cái sự giao lưu tiếp xúc. Ví dụ các bạn có thể đi Nhật, đi Hàn thì các bạn cũng có thể tìm hiểu xem là văn hóa ăn của họ là như thế nào và sống trong môi trường văn hóa như thế nào, thì chúng ta cũng phải có cái cách ứng xử văn hóa sao cho phù hợp với cái môi trường văn hóa ở đó. Đấy, rồi chúng ta trong quá trình tiếp xúc như vậy thì chúng ta một mặt vừa giữ gìn cái bản sắc văn hóa của ta, nhưng đồng thời nếu cái văn hóa của họ có những cái điểm văn minh tiến bộ thì chúng ta cũng nên học tập, học hỏi để có thể làm sao đó để bổ sung, phát triển cái nền văn hóa của mình, làm cho nó cái phong phú và đa dạng hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ngoài cái đặc điểm thứ hai của văn hóa ăn uống của người Việt là gì. Đó chính là cái tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt.
Tính tổng hợp ở đây được thể hiện ở trong cách chế biến món ăn và cách ăn. Thế thì ở đây cô có ba cái hình ảnh minh họa để thể hiện cho cái tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt. Thì các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn có thể đoán ra được cái tổng hợp đây là gì không? Đấy, ví dụ trong một bát nước mắm thì thông thường chúng ta nói nước mắm là chúng ta chỉ thấy nghĩ rằng là có nước mắm, nhưng không phải. Khi mà chúng ta rót ra ăn thì bao giờ chúng ta cũng thêm vào đó rất là nhiều các gia vị khác nhau, như là tiêu, như là gừng, như là tỏi, như là sả, như là rau thơm, là ớt. Cái đó sẽ được rồi là chanh, chúng ta sẽ pha cái nước chấm đó ra làm sao cho nó phù hợp với cái món ăn mà chúng ta đã ăn với cái nước chấm đó. Thế thì ngay cái bát nước chấm là nước mắm, chúng ta tưởng là chỉ có mắm nhưng mà thực ra đã có cái sự tổng hợp của rất nhiều các loại gia vị vào với nhau rồi. Và một cái món mà thể hiện cái tính tổng hợp rất cao của người Việt nữa, đấy là cái món bánh chưng. Thì chúng ta thấy các thành phần của bánh chưng thì sẽ có gạo nếp, rồi đỗ, rồi thịt, rồi là tiêu, rồi gia vị, vân vân. Đấy, đó là tổng hợp lên, tức là trong quá trình chế biến thì người Việt thường sử dụng rất là nhiều các nguyên liệu khác nhau trộn vào với nhau để tạo ra một cái món ăn có một cái hương vị rất là thơm ngon. Và cái món ăn ngày Tết cũng không thể thiếu được của chúng ta, đấy là món nem rán. Thì cái món này cũng là một cái món mà có thể thấy cái tính tổng hợp khá cao. Đó là cái thành phần của nó bao gồm rất là nhiều các loại nguyên liệu trộn vào với nhau và cuộn vào một cái gói, được gói vào trong một cái vỏ, và vỏ bánh đa nem mà chúng ta đem rán lên. Thì đây là cô nói một chút về cái tính tổng hợp được thể hiện trong cái cách chế biến món ăn. Đặc điểm của người Việt là thường khi chế biến thì thường trộn các nguyên liệu vào với nhau, các loại cũng là các loại gia vị vào với nhau để tạo ra cái hương vị đặc trưng cho cái món ăn đó. Cái tính tổng hợp này nó còn được thể hiện trong cách ăn. Cách ăn tức là trong bữa ăn có bao nhiêu người ăn thì sẽ có bấy nhiêu các cách ăn khác nhau. Có 4 người ăn thì sẽ có 4 cách ăn khác nhau, đúng không? Ví dụ như với từng đấy món ăn, nhưng có người chỉ người ta chỉ ăn 2 món thôi, có người người ta ăn 3, có người người ta chỉ ăn 1, thì đấy là cái cách tổng hợp tùy theo từng người ăn nhá. Người ăn cái này, người ăn cái kia. Cái tổng hợp này nó còn là cái sự thể hiện trong toàn bộ cái bữa ăn đó. Mình ăn không giống với người nước ngoài. Người nước ngoài là ví dụ khi đưa ra một món ăn thì họ sẽ ăn hết món này và sau đó thì họ sẽ ăn món khác. Thế nhưng người Việt mình là không. Khi mà mình dọn ra là mình dọn tất cả các món ra cùng một lúc. Và khi mình ăn thì trong một cái bát cơm của mình cũng không ăn là bê bát cơm ăn hết, sau đó ăn một bát rau, sau đó ăn một bát canh, sau đó hút một ít nước mắm. Không phải như thế, đúng không? Mà trong cái bát cơm của chúng ta thì chúng ta cũng đã có cái sự tổng hợp của các món ăn với nhau. Và trong một miếng cơm của chúng ta thôi thì chúng ta cũng thấy chúng ta cũng ít khi mà ăn một miếng cơm không. Mà thông thường cơm thì có một chút rau, một chút thịt, rau thì có một chút nước mắm, vân vân. Đấy, chúng ta sẽ tổng hợp ngay cả trong một cái miếng ăn. Thì đấy gọi là cái tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt. Cái đặc trưng thứ ba trong văn hóa ăn uống của người Việt đó là tính cộng đồng và tính mực thước. Cái tính cộng đồng ở đây là gì? Tính cộng đồng được thể hiện là ăn chung. Đây chúng ta có thể nhìn hai cái bức ảnh này thì chúng ta cũng có thể nhận ra được cái tính cộng đồng là như thế nào. Chúng ta trong một gia đình có thể có nhiều người thì chúng ta, hay ít người thì chúng ta cũng thường, ví dụ 5 người, 6 người, 4 người thì chúng ta cũng chỉ thường là ăn cùng chung một mâm cơm. Trong cái mâm cơm đó thì ví dụ chỉ có một đĩa rau, một đĩa thịt, một đĩa cá, một bát cà, một bát nước mắm. Và bao giờ cũng có một nồi cơm, và cái đó là chúng ta ăn chung nhau. Thì ấy gọi là tính cộng đồng. Khác với người phương Tây. Người phương Tây là người ta ăn theo khẩu phần, theo suất. Để các bạn nhìn thấy là suất của ai thì người ấy ăn, không liên quan gì đến nhau. Thế người Việt thì là ăn chung, cho nên các thành viên của bữa ăn sẽ có liên quan và phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Liên quan và phụ thuộc chặt chẽ vào nhau thì nó dẫn đến cái tính gọi là tính phải mực thước khi ăn uống. Mực thước là như thế nào? Trước hết thì cô sẽ nói qua về cái thành ngữ gọi là cái câu thành ngữ tục ngữ ăn trong tục ngữ ăn trong nồi ngồi chung hướng. Ăn trong nồi là như thế nào? Nồi ở đây thì tượng trưng cho là cái món ăn ở trong nồi, là nồi cơm, nhưng nó cũng có thể hiểu là cái thức ăn ở trong cái mâm cơm đó. Thế thì khi chúng ta ăn chung thì chúng ta phải lưu ý là ăn sao cho mình cũng đừng ăn nhiều, ăn hết phần thức ăn của người khác, mà mình cũng đừng ăn ít quá. Ăn làm sao cho mà mọi người đều có thể gắp hoặc là để ăn những cái món ăn, cái phần ăn đó nó tương đối là đồng đều với nhau. Đấy, còn ngồi chung hướng là như thế nào? Thực ra thì thôi thì cô phân tích cái phạm vi bữa ăn thôi. Trong gia đình thì chúng ta ăn cơm, người Việt ăn cơm thì ngồi trên bàn, đúng không?
cũng có thể có gia đình thì ngồi trên chiếu, thì chúng ta thường ngồi trên bàn, và nồi cơm của chúng ta thường để ở đâu? À, để ở đầu bàn. Và cái vị trí đầu bàn là ai ngồi? À, nếu chúng ta là con là cháu, chúng ta có thể ngồi ở giữa bàn được hay không? Không, đúng không? Chúng ta sẽ thường ngồi ở đầu đầu bàn, chỗ gần nồi cơm để chúng ta còn có thể xới cơm cho bố mẹ, cho ông bà, và xới cơm cho những người ít tuổi hơn chúng ta. Đấy, chúng ta đi ăn cơm thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta ngồi ở những cái vị trí như vậy. Và ngồi ở đầu bàn thì khi mà hết canh, hết nước mắm thì chúng ta có thể đứng dậy để đi lấy thêm những cái thứ đó thì để phục vụ cho những người ngồi trong mâm cơm. Chứ không phải là, và chúng ta biết là trong cái bàn ấy, thì cái mâm cơm này chúng ta để ở giữa. Thế thì ở giữa là cái chỗ mà vị trí gần nhất mà chúng ta chọn một cái vị trí rất là thuận lợi cho chúng ta, thì cái điều đó nó cũng không nên, thì chúng ta cũng phải lưu ý một chút. Khi chúng ta ăn uống ở nhà hay chúng ta đi đâu cũng như vậy, thì chúng ta cũng nên chọn một cái vị trí sao cho nó phù hợp với chúng ta. Đây là cái ngồi tác nhé, không phải chỉ là ăn, nhưng đây cô tạm mà phân tích là trong bữa ăn thì chúng ta cũng nên chú ý cái việc là chúng ta ngồi ở đâu. Còn người phương Tây thì không quan trọng, bởi vì mỗi người một suất, mà người ta để cái suất ăn ấy từ gần của họ rồi. Đấy. Đấy là ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Thế ăn trong nồi thì như thế nào? Như cô vừa lúc trước cô nói rồi, tức là mình sao cho cái lượng thức ăn đó được phân bố đồng đều cho mọi người. Hoặc là cô lấy ví dụ về cái nồi cơm. Nếu mình thấy nhiều thì mình ăn nhiều, và nếu mình thấy cái nồi cơm nó ít đi rồi thì mình sẽ ăn chậm lại hoặc mình ăn ít đi. Thế bây giờ mình giả sử mình ngồi ở giữa đi, mình thấy cái nồi cơm nó ít đi rồi, hết rồi, mà mình lại cứ chìa bát ra để xin thêm thì rất là khó cho cái người xới cơm, đúng không? Đấy, thế thì hoặc là thức ăn mà mình cảm thấy nó hết rồi thì mình cũng ăn chậm lại, mình có thể ăn những món khác. Đấy là ăn trong nồi, là như vậy. Ngoài ra, cái tính mực thước trong ăn uống này nó còn thể hiện ở cái chỗ là khi ăn thì chúng ta phải ăn uống rất là từ tốn. Nếu chúng ta ăn nhanh thì chúng ta sẽ bị đánh giá là người ăn có cái ăn là cái người thô lỗ. Nếu chúng ta ăn nhiều, ăn hết phần của người khác thì sẽ bị đánh giá là ăn tham. Nếu chúng ta ăn chậm thì người khác phải chờ. Và nếu chúng ta ăn ít thì có thể người khác hiểu rằng đây là cơm canh, cái người nấu đó nó không, cái món ăn đó không ngon. Còn khi nhà đấy thì chúng ta phải lưu ý, ăn uống nó phải mực thước. Khi nhà có khách thì chúng ta cũng lại phải chú ý một chút. Tức là khi mình xới cơm cho khách thì mình đừng xới bát đầy quá. Đầy quá thì khi ăn nó có thể rơi vãi ra thì là bất tiện cho khách. Mình cũng đừng xới ít quá, thì ít thì khách hết lại phải xới thêm, thì xới nhiều lần thì cũng gây ra cái sự bất tiện cho khách. Và đối với người Việt thì có rất tính hiếu khách, cho nên trong cái bữa ăn khi có khách thì bao giờ cũng chọn những cái miếng rất là ngon để gắp cho khách, còn mình thì ăn những cái miếng không ngon. Còn nếu mình là khách đi ăn thì mình cũng phải chú ý là khi mình thấy thức ăn nó ít đi rồi thì mình cũng ăn giảm bớt đi. Và đặc biệt là mình không nên ăn hết tất cả sạch sành xanh cái thức ăn ở trên cái đĩa hoặc là trên mâm, bởi vì ăn hết như vậy mình phải để lại một chút. Đấy, văn hóa của người Việt là như vậy, để lại một chút thức ăn. Còn nếu mình ăn hết thì mình bị làm sao, bị đánh giá thế nào? Người ta lại cho rằng là mình chết đói à, tại sao lại phải ăn hết như vậy, đúng không? Đấy, vì người ta sợ bị đánh giá là đói, thế cho nên là người ta ăn bao giờ cũng bớt lại một chút. Cái này nó sẽ khác với văn hóa của nước ngoài. Nước ngoài mà nếu không ăn hết thì tức là chê chủ nhà nấu ăn không ngon, và ăn hết, hết sạch sành xanh, ăn rất nhiều thì đấy lại thể hiện cái sự lịch sự khi ăn uống, tức là chủ nhà nấu ăn rất là ngon và mình đã ăn được rất là nhiều. Đấy, cái tính mực thước này của mình nó cũng khác với cái đặc trưng này, nó khác với cái đặc trưng văn hóa ăn uống của một số quốc gia là như vậy. Ví dụ như là cô thấy mời người Nhật Bản chẳng hạn, một số các bạn sinh viên của cô đi ăn thì thường các bạn ấy nói với cô rằng là được ở Nhật Bản là ăn là phải ăn hết. Về cái đặc điểm thứ tư là tính biện chứng và tính linh hoạt trong văn hóa ăn uống của người Việt. Thứ nhất là về tính linh hoạt. Tính linh hoạt thì được thể hiện trong cách ăn và dụng cụ ăn. Thế thì trong cách ăn thì chúng ta sẽ thấy như trước cô cũng đã nói một chút là có bao nhiêu người ăn thì sẽ có bấy nhiêu các cách ăn khác nhau. Đấy, cách tổng hợp thức ăn khác nhau. Thế về dụng cụ ăn thì chúng ta nhìn lên ba cái bức tranh này thì chúng ta cũng có thể so sánh luôn, xem là cái sử dụng, cái linh hoạt được sử dụng trong dụng cụ ăn của chúng ta như thế nào. Chúng ta nhìn thì chúng ta biết ngay rồi, và chúng ta là người Việt, chúng ta biết ngay là người Việt ăn cơm bằng đũa rồi, đúng không, và ăn bằng bát rồi. Và người phương Tây thì người ta ăn bằng dao và dĩa,
Và đây là cách ăn của người Ấn Độ, đúng không? Và một số các quốc gia khác người ta ăn bốc. Nhưng bây giờ cô muốn là các em có thể giải thích thêm cho cô một chút tại sao mà người Việt lại ăn bằng đũa. Và cái việc ăn bằng đũa này nó thể hiện cái sự linh hoạt như thế nào. Đấy, thế thì các bạn sẽ chú ý đến cái cách chế biến món ăn của chúng ta, đúng không? Cái chế biến món ăn thì chúng ta thấy, và nhìn so sánh hai cái bức tranh này thì chúng ta sẽ thấy là cái cách chế biến món ăn của cái người phương Tây là họ để cái miếng thịt thường là rất là to. Gà cũng phải để một miếng to, là miếng ức gà hay miếng đùi gà. Còn cái chế biến của chúng ta là thường cắt nhỏ ra, đúng không? Vậy thì cái việc dùng đũa thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn cái miếng thịt mà người ta để to như này thì chắc chắn người ta phải dùng dao, dùng dĩa, người ta cắt nhỏ ra thì người ta mới ăn được. Thứ hai nữa, cái bữa ăn của chúng ta là ăn cơm. Và trong những cái hình ảnh về mâm cơm thì chúng ta thấy là có canh, người Việt luôn luôn ăn canh. Tí nữa thì ta sẽ nói là tại sao lại ăn canh, ăn nhiều như thế nhá. Thế thì cơm và canh thì phải ăn bằng bát chứ không thể ăn bằng bằng đĩa được, đúng không? Thứ hai là đũa, thì trong bữa ăn của người Việt là ngoài cơm lại còn có rau và rất nhiều món rau chứ không phải chỉ có một đĩa rau. Thế thì chúng ta thử dùng thìa mà chúng ta xúc rau nó có khó không? Mà rất khó, đúng không? Vì vậy thì chúng ta sẽ dùng đũa là thích hợp hơn rất là nhiều. Và rau thì ngoài cái rau xào ra thì chúng ta còn sử dụng các món rau như là rau luộc. Và mùa hè thì thường là chúng ta ăn rau luộc cho mát. Rau luộc thì sẽ thường là phải sử dụng chấm ở nước mắm, đúng không? Thế thì ăn như vậy thì chắc chắn là phải dùng đũa rồi, không thể dùng thìa được. Đấy, thế thì ở đây cái việc dùng đũa này nó tại sao lại dùng đũa? Thì chúng ta sẽ thấy đấy là chính là do cái cách chế biến món ăn của người Việt, do cái chi phối cái món ăn hàng ngày của người Việt ăn cái gì thì sẽ dùng cái dụng cụ như vậy. Và ở cái vùng của chúng ta là tre thì rất là nhiều, thì cái việc sử dụng cái đó để làm đũa cũng rất là tiện lợi. Đấy là về đôi đũa. Cô nói thêm một chút thì chúng ta thấy này, cái mâm cơm của chúng ta thường là để ở giữa, đúng không? Ở người nước ngoài người ta để ngay trước mặt. Thế thì cái việc sử dụng đũa được ví giống như là cái cánh tay của chúng ta được nối dài ra. Dù cái món ăn của chúng ta để có thể không gần chúng ta, để hơi xa, có thể cái món này gần chúng ta nhưng cái món kia nó ở xa, thì chúng ta cái đôi đũa nó như cái cánh tay được nối dài ra và chúng ta có thể gắp món ăn một cách dễ dàng. Và cái tính linh hoạt này còn được thể hiện trong cái việc người Việt sử dụng dùng đũa như thế nào. Đũa để làm gì nhỉ? À, để gắp thức ăn, rồi để và, để dằm, rồi để trộn, rồi khoắng, rồi vét, vân vân, để xào, vân vân. Đấy, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái động từ liên quan đến cái việc mà chúng ta sử dụng cái đôi đũa trong cái việc nấu ăn cũng như trong bữa ăn hàng ngày, nó đã cho thấy được cái tính linh hoạt trong cái cách ăn và dụng cụ ăn của người Việt. Tiếp theo là tính biện chứng. Tính biện chứng ở đây được thể hiện thứ nhất là ở sự hài hòa âm dương trong món ăn. Đấy. Thứ hai là thể hiện sự quân bình âm dương trong cơ thể, và thứ ba là sự cân bằng âm dương giữa cơ thể với môi trường tự nhiên. Đấy, nó thực hiện ba cái đặc điểm như vậy. Thì bây giờ cô có mấy cái bức ảnh để minh họa về cái tính biện chứng trong cái văn hóa ăn uống của người Việt. Thì các bạn thử nhìn vào đây và cho cô biết những cái đặc điểm trên nó được thể hiện như thế nào trong mỗi cái bức tranh này. Cái đặc điểm thứ nhất nào, chúng ta thử phân tích xem nào. Sự hài hòa âm dương của thức ăn nghĩa là gì? Âm tức là món ăn mang tính hàn, lạnh. Dương là món ăn có cái đặc điểm là nóng, cay nóng ấy, đúng không? Vậy thì cái việc mà ăn cái món ăn quá nhiều dương hay là quá nhiều âm, tức là quá nóng, cái độ nóng nhiệt cao thì cũng không tốt cho cơ thể, mà hàn, lạnh thì cũng không tốt cho cơ thể, không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì trong quá trình chế biến thì người Việt rất là chú trọng đến cái sự hài hòa âm dương của thức ăn. Và chúng ta nhìn ở kia là có cái món gọi là món ốc luộc, đúng không? Đây là một món rất là ngon. Vậy thì chúng ta có thể thấy bên cạnh đấy là một vài cái bát nước chấm mà có gừng này, có thể có sả này, có ớt này. Rồi đấy. Thế thì khi luộc người ta cũng cho vào đấy nào là sả này, nào là gừng các thứ vân vân. Thế thì trong cái đĩa ốc, trong cái món ốc luộc đấy thì cái nào là dương, cái nào là âm. Đấy, thế thì cứ cái gì cay nóng như là gừng, ớt, tỏi vân vân thì đấy là cái đồ mà mang tính dương, nóng. Ăn nhiều thì cơ thể của chúng ta sẽ bị nóng, bị nhiệt đấy. À, nếu có thể mùa hè thì có thể nổi mụn đấy, đúng không?
Đấy, thế thì vậy thì ốc cũng như một số các loài thân mềm cũng như là cá tôm là cái loài sống ở dưới nước thì đặc điểm của nó thường là hàn, âm, lạnh. Nếu chúng ta ăn nhiều thì chúng ta cũng có thể cơ thể chúng ta sẽ bị lạnh và không tốt cho sức khỏe. Vì vậy khi ăn món ốc thì bao giờ âm và mang đặc tính âm thì chúng ta sẽ ăn thêm rất nhiều các loại gia vị mang cái đặc tính dương để cho cái món ăn đó nó hài hòa, âm dương nó cân bằng thì tốt cho sức khỏe của chúng ta. Cái bức hình tiếp theo, đây là một cái cốc nước gừng và có thể có một chút mật ong. Cái món cái cốc nước gừng này thì khi nào chúng ta dùng nhỉ? À, thông thường chúng ta thấy là giả sử chúng ta bị cảm lạnh chẳng hạn, là cơ thể chúng ta đang bị lạnh đấy. Thế thì lạnh quá thì sức khỏe của chúng ta không tốt, và nóng quá thì sức khỏe của chúng ta cũng không tốt. Cơ thể chúng ta cũng phải âm dương hài hòa. Cơ thể là một cái tiểu vũ trụ thu nhỏ mà. Thế thì phải hài hòa. Vậy thì khi chúng ta bị cảm lạnh thì chúng ta sẽ thường uống một cốc nước gừng. Thế thì mùa hè thì các bạn thường dùng gì? Các bạn có hay đi ăn chè không? À, chúng ta sẽ thường có đến cái quán chè Trang đúng không? Đấy thì ở đấy có đủ các loại chè xanh, chè đậu đen vân vân. Thế tại sao mùa hè lại đi ăn các loại chè như vậy? À, bởi vì các loại đậu này nó có cái tính âm hoặc là bình để làm cho cơ thể của chúng ta giải nhiệt. Mùa hè rất là nóng thì chúng ta ăn những cái thứ đó vào để làm cho cơ thể chúng ta mát hơn. Thì đây chính là ăn để tạo sự quân bình âm dương trong cơ thể. Đấy, khi chúng ta mà bị cảm lạnh thì chúng ta phải ăn cái món ăn nóng có cái tính dương để cho cơ thể chúng ta cân bằng. Khi cơ thể chúng ta bị nóng thì chúng ta ăn những cái món ăn mát để giải nhiệt cho cơ thể của chúng ta. Tiếp theo là sự cân bằng âm dương với môi trường tự nhiên. Thế trong cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta, ở trên chúng ta đã thấy là cái bữa ăn của chúng ta có rất là nhiều rau. Vậy tại sao chúng ta lại ăn rất là nhiều các loại rau, củ quả như vậy, hoa quả như vậy? Trong khi đó, ví dụ như người phương Tây người ta lại ăn rất là nhiều thịt. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số quốc gia chúng ta thấy họ ăn rất là nhiều thịt, rất là ít rau. À, đấy chính là gì? Do chúng ta ở cái vùng nhiệt đới, xứ nóng, đúng không? Cho nên cái bữa ăn của chúng ta nó sẽ thiên về rau, củ quả để cho cơ thể của chúng ta mát. Và ở đây chúng ta nhìn thấy hai món nữa. Một món là canh chua cá và một món là cá kho. Theo các bạn thì hai cái món ăn này ăn vào thời điểm nào thì thích hợp? Cái món canh cá này thường ăn vào mùa nào nhỉ? Canh chua cá hoặc là các loại nước rau luộc có thêm chanh, thêm sấu vân vân, hoặc các loại rau luộc, thịt luộc thường ăn vào mùa hè. Vì mùa hè rất là nóng bức thì chúng ta sẽ chọn ăn những cái món ăn mát có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể. Còn về mùa đông lạnh thì cái món của chúng ta thường được chế biến theo kiểu kho, rim, ví dụ cá kho, thịt kho đấy, và có nhiều cái chất đạm hơn thì để cho cơ thể của chúng ta giữ được ấm đấy, thì để tăng nhiệt cho chúng ta. Thì đây là một số cái đặc trưng trong văn hóa ăn uống của người Việt. Cái đặc trưng này từ đây chúng ta sẽ thấy đấy chính là do sự chi phối của điều kiện tự nhiên. Với các đặc điểm điều kiện tự nhiên vậy thì chúng ta sẽ sản xuất, trồng trọt ra các loại cây gì, chăn nuôi những loại con gì thì chúng ta sẽ ăn những cái đó, ăn uống làm sao để phù hợp với cái điều kiện tự nhiên ở nơi đó. Còn ngoài ra chúng ta sẽ thấy cái ăn uống của chúng ta nó còn được tạo ra trong quá trình mà chúng ta tương tác với môi trường xã hội. Ví dụ như cái văn hóa ăn bánh mì của chúng ta, đấy là do sự tiếp xúc với văn hóa của vùng nào? Của phương Tây. Hoặc là hàng ngày các bạn cũng ăn sáng bằng bánh bao. Đấy cũng chính là kết quả của sự giao lưu tiếp biến với văn hóa Trung Hoa. Cái món bánh bao này là thường của những người ở phương Bắc người ta trồng lúa mì, lúa mạch. Thì là cái sản phẩm hàng ngày đấy cũng sẽ là lúa mì, lúa mạch. Mà tiêu biểu nhất đấy là cái món bánh bao. Đấy là chúng ta cái sự học hỏi tiếp biến cái văn hóa ăn của các nền văn hóa mà chúng ta có cái sự tiếp xúc. Sau đây thì cô sẽ giới thiệu thêm một chút nữa về cái món ăn vừa rồi là cái bữa ăn chính của người Việt nhé. Đây là các món ăn sáng của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ thấy từ cái sản phẩm là lúa và gạo tẻ, gạo nếp ấy, vân vân ấy, thì chúng ta còn tạo ra làm ra những cái món ăn sáng vô cùng phong phú và đa dạng và cũng rất là ngon. Trong đó cái món phở là cái món rất là nổi tiếng, hay là cái món bún chả cũng là cái món ăn rất là nổi tiếng. Đây là văn hóa, cũng chính là văn hóa ăn sáng của người Việt nhé. So với các quốc gia khác thì chúng ta có cái thói quen ăn sáng. Và chúng ta thường ăn sáng ở đâu? Thế thì khi dạy cho người nước ngoài thì cô có thể hỏi họ là các bạn có hay ăn sáng không và ăn ở đâu? Ví dụ một số các quốc gia khác người ta có ăn sáng, người ta ăn sáng ở nhà, còn mình ăn ở đâu nhỉ? Thường thì là ăn ở các hiệu ăn nhỏ ở ven đường, ở hai bên đường, đúng không? Trong các quán, các cửa hàng nhỏ.
cũng có người ăn ở nhà, ăn cơm. Tất nhiên ở những cái vùng thành thị thì người ta sẽ ăn ở đó, còn ở nông thôn tùy theo từng vùng mà người ta cũng có thể ăn ở nhà, tùy theo điều kiện mà người ta có thể ăn. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ thấy là người Việt thường ăn sáng ở chợ, ở các quán ăn nhỏ ở hai bên đường, và món ăn sáng của chúng ta vô cùng phong phú và cũng luôn có cái thói quen là phải ăn sáng. Đây, cái món bánh mì này là cái kết quả của cái sự giao lưu tiếp biến văn hóa này. Còn về món ăn ngày Tết, đây là ngày Tết của miền Bắc, thì chúng ta sẽ thấy so với ngày thường có nhiều rau thì ngày Tết là chúng ta thấy ít có màu xanh, đúng không? Đấy. Ngày Tết là chúng ta thường ăn nhiều thịt. Thế thì chúng ta thấy trước đây ấy, thì cái điều kiện kinh tế nó không có. Thường là cái ngày Tết những ngày cô còn nhỏ ấy, cái điều kiện kinh tế của cái năm đó là rất là khó khăn. Hàng ngày là ăn cơm là màu vàng, nghĩa là gì? Là cơm độn với ngô, ngày Tết mới được ăn cơm màu trắng, là cơm không có độn ngô, không độn khoai, độn sắn. Và ngày thường thì chỉ có một chút thịt thôi, hoặc cuối tuần mới được ăn một chút thịt cá, còn hàng thường, ngày thường chủ yếu là rau. Thế nhưng ngày Tết thì thường có rất là nhiều các món ăn và ngon và có rất là nhiều thịt. Đấy, ngày Tết thì cố gắng dù nghèo mấy thì nghèo cũng cố để lo cho 3 ngày Tết là món ăn phải đầy đủ và rất là nhiều thịt. Đấy. Và trong các món thịt đấy thì không thể thiếu được đấy là món thịt gà. Và người miền Bắc thì có cái đặc điểm ngoài thịt gà thì còn ăn như là ví dụ như là thịt nấu đông hoặc là giò. Những cái món ăn ví dụ thịt nấu đông hoặc là giò là những cái món ăn mà chúng ta biết là ngày Tết là chúng ta ngoài việc ăn uống mà chúng ta đi chơi, chúng ta không nấu nướng nhiều. Thì những cái món như là trước đây nó không có tủ lạnh như bây giờ, thì cái món giò kia là có thể để được trong vài ngày, hoặc là cái món thịt nấu đông thì ngày Tết khí hậu lạnh thì có thể trữ được vài ngày. Ngày xưa các bạn có biết là các cụ mà muốn không có tủ lạnh thì làm sao để được bánh chưng, mà bây giờ để vài ngày là nó hỏng thì trữ bánh chưng như thế nào? À, ngày xưa ấy, thì các cụ nhà mình nghĩ là cho bánh chưng vào cái bao tải ấy, và thả xuống giếng ấy. Đấy, là để đấy là gọi là để giống như là trong giếng nó giống như là cái tủ lạnh của chúng ta ấy. Có thể là ngoài dằm ra thì vẫn có thể vớt lên và có thể luộc lại và lại ăn bình thường. Đấy, đấy là cái cách mà để trữ bánh chưng. À, cái món bánh chưng này cũng có thể bình thường là cũng phải để được ít nhất là 1 tuần, với điều kiện mà hôm nào mà với điều kiện thời tiết mà nắng nóng ấy, thì có thể là không để được, nhưng còn bình thường nó cũng có thể được trong cái thời hạn là 1 tuần. Đấy là cái món rất là phổ biến. Hoặc là cái món canh rau ngày Tết ấy, thì chúng ta thường thấy có cái món măng. Cái canh măng này cũng có thể để được vài 3 ngày, chúng ta đun đi đun lại và ta để được 3 ngày và ăn nó vẫn rất là ngon. Chứ còn các loại rau thì chúng ta không thể để lâu được. Đấy. Thế thì tiếp theo, đây là món ăn ngày Tết của miền Nam. Thì chúng ta thấy đấy, xét về đặc tính vùng thì miền Bắc và miền Nam ăn cũng có thể khác nhau một chút. Thế mình có bánh chưng, ngoài Bắc có bánh chưng thì miền Nam cũng có bánh gọi là giống như bánh chưng thôi, nhưng mà hình dài, gói dài ra, cái thành phần nó cũng giống như bánh chưng, nhưng người ta gọi đó là bánh tét. Và chúng ta thử nhìn ở đây xem nào, cái món nào là giống nữa và cái món nào là khác, cái món nào mà trong cái bữa ăn ngày Tết của người miền Bắc là không có. Thế ngày Tết thì miền Bắc là có thịt gà. Thế chúng ta thấy ở đây có món gì nào? À, có một cái món thịt ba chỉ kho với trứng. Đấy, ngày Tết của người miền Nam là luôn luôn có cái món thịt ba chỉ kho với trứng. Thế cái món này nó có ý nghĩa như thế nào? À, cái miếng thịt kia thì chúng ta thấy họ thái rất là to, thì nó giống như là cái hình vuông ấy. Đấy, trứng thì là tròn. Thì cái hình dáng của cái món ăn tròn và vuông đấy thì nó tượng trưng cho là mọi sự trong năm mới sẽ vuông tròn. Nó giống như cái câu mà chúng ta thường nói là mẹ tròn con vuông đấy. Đấy. Thế thì ở đây cái vuông tròn là biểu biểu trưng cho cái sự gọi là hoàn thiện. Đấy, mọi việc đều là tốt đẹp, vuông tròn đều là tốt đẹp trong năm mới. Và chúng ta thấy có một món rất là đặc biệt ở đây là cái món miền Bắc ta gọi là mướp đắng, miền Nam người ta gọi là khổ qua. Đấy. Ngày Tết thì mình ít khi không có cái món này, đúng không? Thế thì cái món này là thường là vào mùa hè. Ăn thì rất là mát đây, giải nhiệt đây. Nhưng khí hậu của miền Nam thì khác với chúng ta nhá. Thế thì tại sao cái lại có cái món mướp đắng hoặc là cái canh mướp đắng nhồi thịt? Thì cái món này trong văn hóa Việt Nam ấy, thì nó tượng trưng cho là những cái khó khăn, những cái gian khổ, cái cay đắng của rồi hết, và sang năm mới là mọi thứ đều tốt đẹp. Cho nên trong cái bữa ăn của người miền Nam thì bao giờ cũng phải có cái món thịt kho trứng và cái món khổ qua mướp đắng nhồi thịt hoặc là mướp đắng ấy. Đây là món ăn của một số các dân tộc sống ở cái vùng Tây Bắc của nước ta, ví dụ dân tộc Hơ Mông, dân tộc Thái. Các bạn nhìn đây, các bạn có biết đây là món gì không? Đây là rất nổi tiếng ở Sapa đây này. À, đây là món thắng cố, đúng không? Món này nguyên liệu là gì? Các bạn có biết nguyên liệu để nấu cái món thắng cố là gì không?
đấy chính là gì? Nội tạng của con ngựa. Chúng ta nhìn thì chúng ta giống như là cái món mà chúng ta ăn lẩu ấy, đúng không? Đấy, nó thập cẩm như vậy. Và ngày Tết của họ thì hoặc là những cái phiên chợ chợ phiên ở trên cái vùng cao thì bao giờ cũng có cái món gọi là món thắng cố. Kia là cái món thịt khô, thịt có thể thịt trâu khô. Cái món này của dân tộc Hơ Mông, bởi vì cái người dân tộc Hơ Mông này người ta sống ở vùng cao. Cái con ngựa đó thì vừa là cái phương tiện giao thông của họ để họ đi lại, đồng thời cũng là cái con vật nuôi gọi là điển hình của cái vùng đó. Đấy, ở cái vùng núi cao như vậy thì chỉ có ngựa di chuyển là thích hợp thôi. Trâu nó chuyển ở cái vùng sông nước thôi. Vì dân tộc Thái thì người ta ở cái vùng thấp hơn, trũng hơn. Và người ta cũng canh tác lúa nước, cho nên là con trâu thì không thể thiếu được trong đời sống của họ. Thì vì nuôi cái con này, cho nên là cái bữa ăn của người ta thì ngoài những cái món ăn bình thường ra, thì cái món thịt trâu khô là một cái món cũng rất là ngon và rất là nổi tiếng. Đây là các món ăn đặc trưng của vùng Việt Bắc. Chúng ta thấy kia là lợn, lợn quay. Đây là cũng là thịt lợn quay, à, thịt vịt quay. Đây, nhìn chung đây là các loại món quay. Thế thì tại sao vùng này lại đặc trưng chung lại là ăn những cái món rán, món quay? Trước đây cô đã đi dạy ở cái vùng Lạng Sơn đấy rồi, thì cô thấy cái món ăn ở cái vùng này ấy, thường là rán hoặc là quay. Đấy, thì cái món ăn và chúng ta thấy cái chỗ nghe thấy cái tên món ăn là vịt quay Bắc Kinh chưa? Đấy, thế thì cô nghĩ rằng ở đây là cái vùng mà có sự giao lưu tiếp xúc rất là mạnh mẽ với văn hóa Trung Quốc, thì một số cái món ăn mà khi cô lên đó thì cô thấy cũng cô bây giờ cũng nhớ tên, cái tên gọi của nó cũng khá ví dụ như món nó khâu nhục, cái món xá xíu đấy, thì cô đã hỏi một số người dân ở đó thì cái món này đấy là do cái ảnh hưởng cái sự tiếp xúc với cái văn hóa Trung Quốc, người ta ở cái vùng lạnh, khí hậu lạnh thì người ta thường ăn rất là nhiều những cái món có đặc trưng, nói như là cô vừa nói rằng là kho rồi là quay rồi là rán, có nhiều dầu mỡ, dầu năng lượng để cơ thể người ta có thể giữ ấm trong mùa đông. Trên khi sinh viên Trung Quốc mà sang Việt Nam học ấy, giai đoạn đầu là người ta cứ bảo là các bạn sinh viên nói với cô là cô món ăn Việt Nam rất là nhạt và rất là ít dầu mỡ, cho nên rất là khó ăn, các bạn ăn cảm thấy không ngon, rất là ít dầu. Thế thì cô cũng giải thích là do cái văn hóa, cái khí hậu đặc biệt là mùa hè của Việt Nam rất là nóng, cho nên người Việt Nam thì thường ăn những cái món ăn nó hơi nhạt một chút và luộc thì để có thể giải nhiệt cho cơ thể. Còn họ sống ở cái vùng phía Bắc khí hậu lạnh thì người ta phải ăn những cái món ăn mà giàu năng lượng để mà giữ ấm cho cơ thể. Ngoài cái bữa ăn chính và các bữa ăn của người các vùng miền như cô vừa giới thiệu rồi, ăn sáng vân vân, ăn ngày Tết, thì chúng ta thấy ở Việt Nam có cái nguồn hoa quả rất là phong phú và dồi dào. Người nước ngoài ở những cái vùng xứ lạnh như đây là rất thích các loại hoa quả của người Việt Nam, rất ngon và rất là rẻ. Đặc biệt là Nam Bộ nhé, có rất là nhiều các loại hoa quả. Về đồ uống thì người Việt Nam trước hết là có cái tục uống chè đấy, và ngoài ra thì người Việt cũng còn uống cà phê, rồi có các loại như là lá vối, rồi uống rượu gạo vân vân. Đấy là những cái đồ uống khá tiêu biểu của người Việt. Đấy. Trên đây là cô vừa giới thiệu với các bạn những cái đặc trưng văn hóa ăn uống của người Việt, và cô cũng đã giải thích sơ lược về những cái đặc điểm đó, tại sao lại như vậy, tại sao lại ăn như vậy, tại sao lại chế biến như vậy, thì các bạn cũng có thể dựa vào đó để các bạn có thể giải thích cái đặc trưng văn hóa ăn uống của một số các quốc gia ở khu vực châu Á. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu các bạn văn hóa ăn uống của người Nga. Thứ nhất, đây là vị trí địa lý của nước Nga. Thế chúng ta thấy cái vị trí mà nằm ở tận gì đây? Sát với cực cực Bắc của châu Á. Cực Bắc này, đây là cái vùng người ta gọi cực Bắc và cực Nam đấy, người ta gọi là gì đấy? À, cái vùng mà cực lạnh và cực gió của trái đất, thì là cái vùng khí hậu vô cùng là lạnh. Chúng ta xem thêm một vài cái hình ảnh nữa. Đấy, ví dụ như là khí hậu thời tiết ở đây thì mùa đông thì vô cùng khắc nghiệt, mùa đông rất là dài nhiệt độ, có những cái nơi ví dụ như cái vùng phía Bắc mà giáp với cực Bắc ấy, có cái năm mà người ta có thể đo được nhiệt độ tới âm 70 độ C. Còn cũng về mùa đông có những cái nơi cũng ở vùng cực Bắc đó có thể thường là có thể âm tới 40 độ C. Đấy, còn có những cái thời điểm mà lạnh nhất đấy là âm tới 60 70 độ C, khí hậu vô cùng là lạnh. Đây là tại thủ đô của Nga mà chúng ta thấy là băng vào mùa đông, băng giá nó bao phủ như thế này. Vậy thì với cái đặc điểm khí hậu cô giới thiệu một cách rất là sơ lược một vài cái hình ảnh như vậy, thì chúng ta sẽ thấy
là trong hai cái nghề nghiệp là trồng trọt và chăn nuôi thì chắc chắn là trồng trọt là sẽ khó khăn, đúng không? Vì cây cối nó không thể phát triển được trong cái điều kiện khí hậu giá lạnh như vậy. À, và cái loại thực vật, cái loại cây trồng, cây lương thực mà phổ biến mà có thể thích nghi được với khí hậu lạnh đó là lúa mì. Lúa nước thì không thể sống được ở vùng đó. À, chính vì vậy thì cái sản xuất nông nghiệp và trồng trong nông nghiệp, cái cây lương thực chủ yếu của họ chính là lúa mì. Đấy, và chúng ta với cái điều kiện khí hậu như vậy và cái sản xuất như này thì chúng ta xem là cái văn hóa uống của người Nga như thế nào, có cái điểm gì giống hoặc khác với Việt Nam không. Đây là một số món ăn đặc trưng của người Nga. Những bạn mà học ở khoa Nga, tìm hiểu về ngôn ngữ văn hóa Nga thì chắc chắn là các bạn có thể gọi được tên ngay, đúng không? Đây là món bánh mì đen của Nga, một món ăn rất là nổi tiếng. Còn cái món salad Nga này cũng rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Không ai là không biết cái món đó. Kia là món thịt nướng, cũng kèm theo một số các loại rau củ quả. Và đây là món súp củ cải đỏ rất là nổi tiếng của Nga. Đấy, chúng ta sẽ nhìn qua xem là cái cơ cấu thành phần bữa ăn của họ có khác không. À, vậy thì ta nhìn vậy ta thấy là văn hóa của mình là ăn cơm thì văn hóa của họ sẽ là bánh mì, đúng không? Cái này chúng ta biết rồi nhỉ. Ngoài ra đây là còn một vài cái món ăn là súp bắp cải của Nga, gọi là súp bắp cải, nhưng mà người ta có thể nấu thêm bằng các loại thịt nữa. Tất nhiên là những người mà không có điều kiện thì người ta ăn có thể là bắp cải thôi, ít thịt. Người nhiều có điều kiện thì nhiều thịt và ít rau. Và tiếp theo là món thịt bò hầm. Và cái đặc điểm của họ là khi chế biến món ăn thì để cái miếng ăn đó thành những cái khổ rất là to, những cái khổ thịt rất là to, gắn rất là to. Đấy. Và cái loại đồ uống rất là nổi tiếng của Nga đấy chính là rượu vodka. Và rượu có các loại rượu mạnh đấy, để giữ nhiệt cho cơ thể. Thế thì qua một vài hình ảnh vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy cái cơ cấu bữa ăn của họ sẽ là thịt, bao gồm như là thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá, rồi bánh mì và bơ sữa là các sản phẩm được từ chăn nuôi. Các loại thức ăn của họ thì thường là béo và rất là giàu năng lượng để có thể giữ ấm cho cơ thể trong mùa đông. Mùa đông ở đây rất là dài và rất là lạnh. Về rau thì có các loại rau mà thích hợp với khí hậu lạnh thì nổi tiếng đó là rau bắp cải, khoai tây và các loại rau chịu được khí hậu lạnh khác. Và các loại đồ muối, người ta cũng có cái rau bắp cải muối và dưa chuột muối, các loại rau mà để có thể ngâm muối để bảo quản để có thể ăn được trong suốt mùa đông hoặc là cả năm. Giống như kiểu ở Hàn Quốc, người ta cũng khí hậu lạnh, người ta làm kim chi và kim chi đấy có thể ăn được trong cả năm ấy. Đấy. Táo và táo muối, quả táo muối và một số hoa quả khác cũng được sử dụng rất là rộng rãi. Về dụng cụ ăn thì chúng ta thấy đó là người ta ăn khác với chúng ta là dao, dĩa và thìa. Món ăn đặc biệt đó là salad, súp thịt bò, rau bắp cải và súp củ cải đỏ và với thịt lợn. Và đồ uống đấy là rượu vodka. Đây là chính là những cái đặc điểm văn hóa ăn uống của người Nga. Tiếp theo là văn hóa ăn uống của người Mông Cổ. Đây là vị trí địa lý. Thì chúng ta thấy là ở trên. Đây, chúng ta vừa tìm hiểu văn hóa của người Nga. Đúng không? Vị trí địa lý là trên. So với Mông Cổ thì cái vùng này cũng là cái vùng khí hậu rất là lạnh. Đấy. Khí hậu của Mông Cổ cũng rất là khí hậu lục địa, xung quanh nó không có biển, không có gì hết. Đấy, gọi là khí hậu lục địa khắc nghiệt với mùa đông dài, lạnh và mùa đông và mùa hè thì rất là ngắn. Địa hình thì đa dạng với sa mạc ở phía nam và các vùng núi lạnh ở phía bắc và phía tây, và đa phần lãnh thổ Mông Cổ là các thảo nguyên. Đấy. Đa phần lãnh thổ Mông Cổ là thảo nguyên. Vậy thì với cái đặc điểm khí hậu và địa hình như vậy thì cái ngành sản xuất của họ là nông nghiệp hay là chăn nuôi? À, vậy thì sẽ là chủ yếu là gì đây? Chúng ta biết rồi đúng không? Đây chính là chăn nuôi du mục. Chăn nuôi du mục là người ta chăn nuôi các loại cừu, các loại dê và người ta du mục, tức là khi người ta chăn nuôi ở một cái vùng mà có những cái điều kiện thuận lợi cho đàn gia súc phát triển ấy, mà khi cái điều kiện đó là hết rồi thì người ta lại đưa cái đàn gia súc đi những cái nơi khác. Đấy. Cứ hết thì người ta lại lùa cái đàn gia súc có đi, cho nên cái nhà của họ là có thể tháo, người ta cứ gọi là cái lều đấy, nhưng cái nhà đấy có thể dỡ ra và lại có thể di chuyển để mang đến nơi khác, lại lắp ghép vào như vậy. Đây là cuộc sống của người dân du mục, tức là chăn nuôi. Chăn nuôi ở đây là chăn nuôi du mục, là chăn nuôi cừu, bò, dê, vân vân. Đấy, và cứ nhắc đến Mông Cổ là người ta nghĩ ngay đến những cái thảo nguyên xanh, bầu trời xanh, vân vân. Nhưng tất nhiên là vào mùa đông thì khí hậu của nó khắc nghiệt, rất khắc nghiệt, và cũng có khi vì cái khí hậu khắc nghiệt đó mà những cái đàn gia súc của họ đã chết và cũng bị thiệt hại rất là nhiều.
đây là chăn nuôi cừu của Mông Cổ. Và người ta nói rằng cái số cừu và cái số ngựa, số dân số của nước này chỉ khoảng 3 triệu người thôi, và cái số cừu và số ngựa này còn nhiều hơn cả số dân Mông Cổ. Cừu này, chăn nuôi cừu, ngựa, dê, vân vân. Và nổi tiếng ở đây chính vì cái đặc điểm sản xuất của họ như vậy, cho nên là cái món ăn nổi tiếng ở đây theo các bạn là món gì đấy? Món gì là đặc trưng nhất của người Mông Cổ? À, chính là món thịt, thịt cừu nhá, món thịt cừu đây là món ăn của họ. À, cái món thịt cừu kia là món thịt cừu xiên nướng. Còn đây là món thịt dê nướng đá. Thịt dê nướng đá tức là người ta lấy hết những cái nội tạng ra, xong người ta cho những cái viên đá độ khoảng bằng cái nắm tay ấy. Đấy. À, cái đá này thì thường là nhẵn mặt, nhẵn đi rồi, và người ta cho vào trong cái con dê đó. Người ta nướng cái đá nó có thể được hơi nóng ở trên lửa hàng giờ rồi. Vì người ta cho vào như vậy, xong đó người ta có thể nướng. Nướng thì cái sức nóng ở trong cái con đá ở trong cái bụng của cái con dê đó nó nóng từ bên trong ra ngoài, làm cho thức ăn chín rất là đều, không chỉ là bên ngoài. Bình thường chúng ta nướng hay chúng ta luộc thì nó chín ở bên ngoài trước, ở bên trong nó chưa chín đúng không? Và nó rất là lâu chín được ở bên trong, thì đây người ta cho những cái viên đá nóng vào trong bụng nó để nó có thể chín được cả từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Nên người ta gọi là thịt dê nướng đá là như vậy. Đấy. Kia là món mì tươi, mì hầm, vì người ta cũng có thể khí hậu như vậy thì người ta cũng canh tác, còn nếu canh tác được thì cũng chỉ là lúa mì, lúa mạch. Và vì vậy cái món ăn hàng ngày của người ta cũng sẽ là mì chứ không phải là lúa gạo. Và đây là món thịt nướng rau củ, và người ta cũng nướng bằng đá. Đấy, người ta cho thịt và xếp những cái viên đá bằng cái nắm tay đấy. Người ta cùng với thịt, rau củ quả là người ta cho và đậy kín và người ta cho nướng để cho cái thức ăn nó được chín đều. Đây là món thịt cừu hầm, cơm và thịt cừu hầm. Ở đâu cũng có cái món thịt cừu hầm đấy. À, đây là bánh bao. Bánh bao là nhân của chúng ta, là nhân bằng thịt lợn đúng không? Của họ cũng là nhân thịt cừu. Ngoài ra người ta còn dùng các sản phẩm từ sữa. Đây là các sản phẩm mà từ sữa dạng khô, súp thịt cừu. Và một loại sữa rất là đặc biệt, đấy là sữa ngựa và rượu sữa ngựa. Cái này nó rất là tốt cho sức khỏe. Một chút đấy nhá. Vậy thì đặc trưng của họ đấy là những cái bữa ăn mà rất là nhiều đạm, nhiều dầu năng lượng, các loại thịt, bơ và sữa. Cái đồ uống đặc trưng là sữa chua và các chế phẩm từ sữa. Và họ cũng rất thích ăn hạt thông, là một cái loại hạt mà rất là giàu chất sắt, vitamin A, vân vân. Và việc dùng các loại rau củ gia vị ở đây là rất hạn chế. Và người ta nói rằng cái món ăn của người Mông Cổ đấy là chỉ có hai màu, và màu trắng và màu đỏ là như vậy. Tiếp đến là văn hóa ăn uống của người Nhật Bản. Đây là vị trí địa lý của Nhật Bản. Và chúng ta nhìn với cái vị trí địa lý như thế này, chúng ta cũng có thể đoán được là họ ăn cái món ăn gì rồi. Đấy, địa hình chiếm 73%, địa hình đồi núi chiếm 73% diện tích tự nhiên. Món ăn thường ngày, bây giờ do cái thời gian nó còn rất là ít thì cô có thể nhìn chiếu nhanh và các bạn có thể nhìn cho cô xem là nó có cái đặc trưng gì khác với cái văn hóa ăn uống của các nước khác nhé. Người ta nhìn ngay là món cá, và cá đây là cá biển, không phải là cá nước ngọt nhé. À, đây là cái món đậu tương lên men, rất là tốt cho sức khỏe, đại trà. Đấy, các bạn nhìn xem là cái cách chế biến món ăn, cũng như là cách trình bày món ăn của người Nhật nó có khác với các quốc gia khác hay không. Nhìn rất là đẹp mắt đúng không? Mỗi món ăn như một tác phẩm nghệ thuật. Đấy, người ta ví mỗi món ăn giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đấy. Rất là cầu kỳ, rất là tinh tế và rất là đẹp mắt. Đây là hai cái món ăn rất là nổi tiếng của Nhật Bản, sushi và sashimi. Nổi tiếng trên khắp thế giới. Và một cái nước chấm không thể thiếu được, đấy chính là nước tương. Rượu của họ, đây là rượu, cũng là một loại rượu rất nổi tiếng, được chế biến từ gạo. Đấy, đặc trưng của người Nhật cô nói rất là nhanh thôi, đó là họ sử dụng những cái, không sử dụng quá nhiều gia vị giống như kiểu của Ấn Độ cô nói về sau, mà chú trọng ở đây là nổi bật những cái hương vị tươi ngon, tinh khiết của tự nhiên của món ăn. Và cái nguyên liệu là rất tươi sạch, giá trị dinh dưỡng cao, đảm bảo và tốt cho sức khỏe. Cách chế biến trình bày thì thể hiện cái tư duy thẩm mỹ tinh tế, rất là khéo léo tỉ mỉ, kỳ công.
mỗi món ăn được coi như một tác phẩm nghệ thuật. Về thức uống thì có trà và rượu sake. Và cái bữa ăn của người Nhật trong đầu năm mới thì đã được UNESCO công nhận đấy là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nào, bây giờ có một câu hỏi nhỏ các bạn về xem cho cô nhé. Người Nhật Bản không ăn loại thịt nào sau đây? À, vì sao người Nhật Bản lại không ăn thịt chó? Về tìm hiểu cho cô. Văn hóa ăn uống của người Ả Rập. Văn hóa ăn uống của người Ả Rập thì ta xem vị trí địa lý của Ả Rập này. Đúng không? Đấy. Thì cái, đây là một vài hình ảnh về cái điều kiện tự nhiên của Ả Rập. Thì chúng ta thấy là ở một cái vùng gọi là vùng sa mạc, đúng không? Sa mạc rất là nóng và rất là khô cằn. Vì vậy thì cái việc trồng trọt hay chăn nuôi đối với họ là rất khó khăn. Đấy, đất đai khô cằn, khan hiếm nước, không thể sản xuất lúa mì, lúa mạch, cây cỏ cho gia súc và những loại cây lương thực cần nhiều nước. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái nguồn lương thực thực phẩm của họ ở đây mà hàng ngày ấy, thì chắc chắn là họ phải nhập từ nước ngoài. Rồi họ đầu tư ở nước ngoài. Món ăn đặc trưng của họ đó là bánh mì trắng và thịt gà nướng. Đây cũng là loại bánh mì mà người ta gọi là bánh mì cuộn rất nổi tiếng của họ. À, các loại cơm và các loại thịt sốt đậu dầu ô liu, nước cốt chanh và tỏi, đây là món ăn rất là ngon. À, chả chiên là một món ăn rất là nổi tiếng của người Ả Rập. Đây là cơm chiên và các loại thịt trông có vẻ giống như cơm rang thập cẩm của chúng ta, đúng không? Loại quả nổi tiếng đấy là chính là trà là. Vậy thì đặc trưng ở đây là thịt cừu, thịt gà, lúa mì, gạo, ngũ cốc, sữa chua, vân vân. Nhưng mà cái lương thực của họ thì chủ yếu là có thể đầu tư sản xuất ở nước ngoài hoặc là nhập từ nước ngoài. Cái ngành kinh tế chính của họ là sản xuất dầu mỏ đấy nhá. Món ăn thì mang cái lợi ích dinh dưỡng lành mạnh và rất là giàu calo để cung cấp cho cơ thể để có sức khỏe để mà làm việc. Họ thích các món ăn thập cẩm mà ta gọi là tính tổng hợp, chế biến cầu kỳ phức tạp nhưng không chú trọng vào hình thức trình bày giống như kiểu món ăn của Nhật Bản. Bánh mì cuộn và chả chiên là hai món ăn rất là phổ biến của người Ả Rập. Nào, câu này về nhà tìm hiểu cho cô, người Ả Rập không ăn loại thịt nào sau đây, tại sao? Tiếp theo là văn hóa ăn uống của người Ấn Độ. Còn một phần này nữa thôi là chúng ta kết thúc. Đây là Ấn Độ, là một cái quốc gia ở khu vực Nam Á. Cái điều kiện của họ là nằm trong vùng nhiệt đới, tuy nhiên thì nó rất là đa dạng vì cái lãnh thổ của Ấn Độ rất là rộng, cho nên nó tạo ra nhiều những cái vùng miền với cái khí hậu rất là đa dạng và khác nhau. Địa hình ở đây là phía Tây là sa mạc, hoang mạc kìa. Và phía miền Bắc, miền Trung và miền Đông chính là đồng bằng Ấn Hằng. Và biên giới phía Đông và Đông Bắc chính là dãy Himalaya. Và người Ấn Độ, nhắc đến Ấn Độ là người ta nói ngay đến một cái món rất là nổi tiếng, đó là cà ri. Cà ri thì được nấu chủ yếu, cà ri được nấu chủ yếu từ các loại rau củ, thịt và được ăn kèm với cơm và bánh mì. Và có rất nhiều các loại cà ri khác nhau như là cà ri trứng, cà ri hải sản, cà ri gà, cà ri bắp cải khô vân vân. Và chúng ta nhìn thấy cái màu sắc và hương vị món ăn thì hương vị thì cay nồng và màu sắc thì rất là rực rỡ. Đấy, món ăn Ấn Độ thì sặc sỡ, màu sắc tươi sáng với sự kết hợp của rất là nhiều các loại nguyên liệu. Đây là thịt nướng cùng với các loại rau củ quả. Đây là cái món ăn chay rất là nổi tiếng của món đậu sốt thịt, nhưng mà nó gọi là món ăn chay được ăn kèm với cơm trắng. Cách ăn của người Ấn Độ như ở trên cô đã có một cái slide để so sánh đấy, chúng ta nhìn đây là ăn, họ ăn bốc. Và bốc ở đây phải là bốc tay phải chứ không phải là bốc tay trái nhá. Tìm hiểu cho cô tại sao lại là bốc, phải bốc tay phải nhá. Và cứ nhắc đến Ấn Độ là người ta nhắc đến đấy là thiên đường của các loại gia vị và hương liệu. Họ có khoảng từ 20 đến 30 các gia vị cơ bản được dùng trong ẩm thực của Ấn Độ và phổ biến như là quế, gừng, nghệ, rau mùi, bột cà ri, thì là bột ớt vân vân. Và mỗi một cái người Ấn Độ rất giỏi về cái sử dụng gia vị và hương liệu, và mỗi một cái người đầu bếp ấy được ví như là một bậc thầy của sử dụng cái việc sử dụng nguyên liệu và hương vị. Và cái sử dụng ở đây không chỉ tạo ra mùi vị ngon của thức ăn mà còn là rất tốt cho sức khỏe. Vậy đặc trưng thực phẩm chính là thịt gà, dê, cừu và các loại hải sản. Giống như các quốc gia ở phương Đông, người Ấn Độ cũng ăn cơm. Nhưng cái cách nấu cơm của họ thì khác với một số các nước khác, đó là gạo được xào với bơ hoặc dầu rồi sau đó em nấu với nước, và khi gần chín thì có thể cho thêm những cái loại gia vị khác nhau. Và nói đến cách chế biến thì người ta nghĩ ngay đến cái việc sử dụng các loại gia vị hương liệu của cái bậc thầy của các đầu bếp cũng như cái người nấu ăn của Ấn Độ. Và do ảnh hưởng của tôn giáo nên họ cũng một số người rất thích ăn chay, ăn ngọt và họ kiêng ăn, đó là kiêng thịt bò. Trên đây là một số những cái đặc điểm văn hóa của Việt Nam trong cái sự so sánh với văn hóa của một số các quốc gia ở khu vực đại diện cho châu Á.
Vậy thì ở đây cô chủ yếu hướng dẫn các bạn cái cách mà tìm hiểu. Với khi quan sát một cái hiện tượng như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái hiện tượng văn hóa đó, lý giải cái hiện tượng đó, văn hóa đó như thế nào. Thì do thời lượng có hạn thì bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, và cô rất là mong muốn các em sẽ đọc thêm nhiều những cái tài liệu khác nữa để tìm hiểu, để làm cho cái kiến thức của chúng ta sẽ phong phú hơn, đầy đủ hơn nữa. Cô cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các em.